Giờ cả nhóm đang đang đậu ngay chợ Hà Tiên nha, để kiếm nhà nghỉ nha cả nhà, cần nghỉ khách sạn nha. Đó, giờ dì Sưng đang đi kiếm nha cả nhà. Sưng đi nãy giờ chưa thấy về á, dì Chức thì đang đói bụng nha, lúc nào Chức cũng đói bụng nha. Nãy cái anh chủ này rất là dễ thương nha, nói chuyện ghẹo Chức vui vẻ. Yeah. Mua cái lọ không có người ta chạy á, uống sổ trời ơi, đi chơi mày sổ gì chị Chức, về mấy sổ bây giờ mày sổ, mày sổ trên xe là sổ trên phòng, không ai chịu ở gì Chức đâu. Đang nói chuyện chồng nha cả nhà ơi. Gia tỉnh của Tây rồi, đi cầu ra gia tỉnh của Tây rồi. Đi chắc gì nhanh đi. Bây giờ nè, nói chuyện với em mày đi. Trời ơi, sao chết đời gì chất quá ghét trời, mua tao này chuối nha chứ đồ gì đó ơi, chất thèm chuối nha cả nhà. Gì anh, trời ơi tự mất tay ta lắm má, tao đau bụng mà đi vòng đường đi không có được, vô đi lái luôn mà nó cứng bụng hoài à, mà đi không được đó, bắt đầu nhõng nhẽo chồng nha. Đây giờ anh gì hoài vậy chứ, quan tâm không gọi đó rồi, chức này được quý lắm á, anh mới gọi chức đó. Ông kêu mua nem loại tốt cho nó, đừng mua 10.000 chục. Cái liền chức quá trời luôn, ở đâu có 10.000 chục thôi chứ. Ơi đây không có loại nha, đi chùa nha, mặc đầu làm nha, ai bán bay vui hoài à. Đó nè, dạch dạch kính dạch ra cho con. Anh tài xế ngồi đây nè, ngồi kế em nè, anh dựng qua bên kia đi. Ông có công mua cho tao đó, hai bộ ổng lựa mua chỗ Nguyễn Chí Thành nè. Ê chị Lan nè, Nguyễn nó đầu làm nè. Thôi tao ngủ, lên đi kiếm đợi chỗ bà này, có bà. Ủa em đi anh nhớ em không? Em đi vậy anh ở nhà nhớ em không? Mày đi kiếm ví á, mua nem cho mày. Đó. Quết lông chưa? Nó quết lông rồi. Vợ tao mua nem cho mày đẹp. Trời ơi, quết lông rồi mua nem liền hả? Đó, anh Tuấn Nguyễn gọi nha cả nhà. Ơi, đó, anh cắt máy luôn dứt, trời ơi. Đó, giờ bắt đầu lấy con heo quay găng nha cả nhà. Con heo nãy cúng xong, giờ bắt đầu đem lại hàng tiên ăn nha cả nhà. Vậy nhảy đi chắc. Trời
Trời, nói chuyện với chồng mày nhẵn nhẽo nữa chứ. Đưa anh tài xế qua ngồi nha. Cái vợ vô ngồi chung vợ. Tài xế nghe đó, tài xế có chỗ kìa. Hỏi tài xế điện đây của mình, tài xế có chỗ kìa. Không, nãy gì xưng hỏi chú Kiên chiều 2 đâu. Giờ sao? Để cho em lối xe cho chị. Bây giờ ông tài xế có chỗ kìa, tài xế là cái ông tài là cho. Nãy ông tài xế gọi á, hỏi ông hỏi giùm cái đi, cho xuống gọi đi. Đứng gọi qua hỏi lên. Cứ ảnh điện giùm cái đi. Dưới cái nạn mày coi tới rồi, xem xét bên nè đi đi. Đó anh tài xế này vui vẻ nha, hoạt bát nha, nói chung là nhiệt tình nha cả nhà. Đó cái nào chuyến này xin đến cho anh tài xế luôn không? Xin đã đến ba nè, vô vô. Trái tim tuyệt vời, vô vô. Lên tâm lấy tiền uống rượu nha. Đúng rồi. Bắt đi làm gái muốn bồng mà. Trời. Hai chị em mình ra đã làm đi. Tụi mình đi xe này. Cũng qua ngủ cùng á. Lao xe đi ăn đu đủ với rồi. Ơi quay liền đi, quay liền có tiền hai chị em đi chợ. Ờ đi 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 đi. Ngon cả chơi chứ đừng chịu ba ấy giúp. Lấy tiền nó đi chợ nha. Mua nem về chợ. Ôi. Chưa có mập như vậy á, trà lì mập hơn rồi á. Dạ, mọi người. 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 Dạ, vô ba mà vô chầu mười mấy triệu nữa lồ leo rồi. Mua nải chuối đi. Đi đâu đâu. Đúng con ấy phòng đàng hoàng rồi đi mua. Để phòng đàng hoàng đã rồi mua sao. Phải không đó, bữa mày cho ăn tao á. Nè bữa mày cho ăn tao. Khổ thì khổ cái khu luôn á. Hỏi ơi. Bữa mày cho ăn cũng vậy á. Tối có ai đâu có đèn. Thôi chứ cái gì chứ đồng ý chứ là đỡ thường nha cái nha. Thì anh giữ mình kìa, mày cho ngồi kỳ vậy. Sơn cả chị cha lơi cho anh giữ ngồi kỳ vậy. Ngồi kế cha lơi đây. Được đến luôn. Kêu bằng anh trời, kêu bằng cháu. Anh. Anh là có anh yêu. Ủa má kêu bằng cháu, tối nay cô đéo cho nhậu nha. Chú coi nhậu với bà. Trời ơi. Cái món hồi cá mặn gà. Có mặn gà không? Trời nghĩ sao đây mua nem, nem mua nhiều không? Nhiều. Đó đồng hồ đi má. Nhiều. Một hộp là 30, hai hộp là 50. Rồi lấy hai hộp, một hộp mặn duy nhất đây 50, càng duy nhất. Lấy trứng cút hay là lấy gì, đừng lấy hộp mặn mặn gì anh mua hai thứ. Mặn với hộp xài đây hay gì đó. Rồi chất lựa đi, chất cái ăn gì chất lựa đi. Tuy cứ lấy hai hộp mặn chi cái ăn chia ra cho nó dễ. Mày dấu dây quá đó anh kêu bạch đụ má mấy tiền tao tiền này. Lấy lòng chặt à. Lấy hai hộp mít nữa đi, bốn mít. Nhiêu tuổi? Nó có 13 rồi. 13 tuổi thành nghề vậy hả? Gì? Nè, chứng cúc mẹ. Lấy hai chứng cúc này chẳng dâm, hai hộp luôn đây chẳng dâm. Lấy hai hộp luôn, lấy hộp này chẳng dâm. Đi luôn đi, trời ơi. Đi luôn đi, đi luôn đi con, đi luôn đi. Lấy hộp đó, lấy hộp chứng cúc đây. Rồi, 100 ngàn đó, ok đúng không? Mở lại. Trời ơi, đành cố mà còn đặt đồ đi. Trời ơi, bán đồ đi đổi tiền.
Trời ơi, chắc chắc làm gì quen. Thì chắc làm quen rồi, chắc sợ cái làm đúng không? Đấy, có bị rồi. Bà kêu chính công chi cho nó đổi ăn nè. Bỏ chứ quá trời. Cái này mất này chắc. Mất cái kẹp, mất cái kẹp. Thôi hỏi đi. Tổng tiền bàn, tổng tiền. Tổng tiền bán đây. Thấy hai bịch mít tôi người chất. Không nha. Hai chất. Hỏi. Lại chấp gửi, như vậy. Không, để lát xương mua đồ. Mua ai, đủ rồi. Ăn cho đi. Rồi. Em bớt nữa rồi, đủ rồi, 150 vui vẻ. Cái lọc mà. Họ lấy thêm 2 sợi đi rồi cho chẳng 200 luôn. Mấy em sợi nó còn chẳng 200 luôn còn. Không, bụng quá, ăn trở lại đánh bay. Họ này chiếc đụng vô không dám ăn đâu. Muốn gì ơi giấc mấy ông chụp con, mấy ông chụp con, mấy ông chụp ờ chưa trả đi giỡn á, nãy lấy hai bịch này con trả nè con, tôi để được còn lại giấc. Mấy bạn đi qua bỏ đồ vô khách sạn luôn, đi gửi xe luôn. Ông cầm quay vô. Đủ vô. Ủa nãy coi bên kia chỗ mới nhiều rồi Sơn. Thôi chỗ mới nãy mới hỏi nhiều. 2 triệu dưới đâu. Máy tội nghiệp nó bán phải có căn. Triệu 2 hả? 2 triệu. 2 triệu hả? Trời ơi, bút kem dự ăn đi má. Chị Trức á định la lấy đầu heo. Em